Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 154 và giao bài của buổi số 155. Vậy thì bây giờ mình sẽ chữa bài luôn nhé. Bắt đầu từ buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tìm hiểu về phần giới từ chỉ thời gian. Nếu như những buổi học trước chúng ta đã tìm hiểu về giới từ chỉ nơi chốn, chỉ vị trí, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay ta học về giới từ chỉ thời gian. Và bây giờ mình sẽ đến với phần chữa bài. Hôm nay thì chúng ta sẽ dùng với giới từ at, đứng trước thời gian cụ thể. Ví dụ ta có I go to school at 7 a.m. Tôi đi học vào lúc 7 giờ sáng. Thì bây giờ mình sẽ chữa bài câu số 1. Chúng tôi ăn tối lúc 8 giờ. Ăn tối nha. Chúng tôi ăn tối lúc 8 giờ. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Các bạn viết đáp án xuống bình luận. Chúng tôi ăn tối lúc 8 giờ. Vậy ta có chúng tôi chủ ngữ we have dinner at 8 p.m. Với chủ ngữ we, chủ ngữ số nhiều, chúng ta có động từ have giữ nguyên. We have dinner at 8 p.m. Bạn nào chưa chữa được bài thì các bạn chữa bài và giúp cô. Câu 2. Cô ấy đi làm lúc 7 giờ 30 sáng. Các bạn viết đáp án xuống phần bình luận nhé. Cô ấy đi làm lúc 7 giờ 30 sáng. Vậy ta có chủ ngữ cô ấy she. Với chủ ngữ cô ấy các bạn nhớ phải chơi động từ. Vậy she goes to work. She goes to work at 7:30 a.m. At 7:30 a.m. She goes to work at 7:30 a.m. Cô ấy đi làm, nhớ chia động từ của từ goes. Câu 3. Xe buýt chạy lúc 6 giờ sáng. (Cười)
Xe buýt chạy lúc 6 giờ sáng. Các bạn viết đáp án xuống phần bình luận cho cô nhé. Vậy ta có the bus starts at 6 a.m. Xe buýt chạy là xe buýt khởi hành đúng không ạ? The bus starts at 6 a.m. Nào chưa chứa được bài này các bạn chữa bài vào giúp cô nhé. The bus starts. Các bạn nhớ chưa động từ với động từ starts vì đây là một chủ ngữ số ít. Câu 4. Trường học kết thúc lúc 4 giờ chiều. Các bạn viết cho cô đáp án nào. Vậy ta có trường học school ends at 4 p.m. School ends at 4 p.m. Đứng trước một cái thời gian nhất định, chúng ta phải dùng với at cộng với thời gian trong ngày. Mà school ends, các bạn nhớ chơi động từ với động từ ends. School ends at 4 p.m. Câu 5. Bộ phim bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Bộ phim bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé.
Vậy ta có the film starts at 5 p.m. The film starts, các bạn nhớ chưa động từ với động từ starts. The film starts at 5 p.m. Và chúng ta có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Ta học với giới từ at cộng với một thời gian cụ thể trong ngày. Các bạn sẽ cùng xem lại nhé. Chỗ nào mình chưa hiểu thì các bạn sẽ hỏi lại cô. Và các bạn chú ý với một vài câu chúng ta cần chia động từ với những chủ ngữ số ít. Ví dụ như là câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5 mà cần chia động từ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng chuyển qua phần bài tập giao bài của buổi học ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ học với giới từ on đứng trước thứ, các thứ trong tuần. Đúng không ạ? Hoặc là đứng trước các ngày. Vậy thì các bạn sẽ có thời gian để ghi lại phần bài tập về nhà và các bạn chuẩn bị. Và ngày mai thì chúng ta sẽ chữa bài nhé.